Burj Khalifa, Dubai, UAE, 828m. Tòa tháp cao nhất thế giới này được coi là một trong những biểu tượng cho tầm vóc phát triển của Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mất 5 năm xây dựng với chi phí 1,5 tỷ USD, Burj Khalifa xuyên qua tầng mây, với hình dạng lấy cảm hứng từ hoa hiên Eno Kali sa mạc và kiến trúc Hồi giáo. Tòa tháp có hộp đêm, nhà hàng và đài quan sát cao nhất thế giới. 2. Tháp Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc, 632m. Tòa tháp có chi phí xây dựng 2,4 tỷ USD này tượng trưng cho sự phát triển vượt bậc của Thượng Hải, là công trình thứ hai vượt qua giới hạn 610m. Đây là một tòa nhà thân thiện với môi trường, được gọi là thành phố thẳng đứng, với vườn trong nhà, cùng vô số cửa hàng, khách sạn, văn phòng bên trong. 3. Tháp đồng hồ Abu Dhabi Al Bayt, Mecca, Ả Rập Saudi, 601m, còn được gọi là tháp đồng hồ hoàng gia Mecca. Công trình kiến trúc tuyệt diệu này sừng sững trên nền trời thánh địa Mecca, cách nhà thờ Grand một khoảng không xa. Khu tổ hợp Abu Dhabi Al Bayt có vô số tòa tháp, được hàng nghìn tín đồ chọn làm nơi nghỉ khi đổ về thành phố linh thiêng này. Trong đó, tháp đồng hồ là cao nhất, được gắn mặt đồng hồ lớn thứ 4 thế giới. 4. Trung tâm tài chính Bình An, Thâm Quyến, Trung Quốc, 599m, tòa nhà tuyệt đẹp với phong cách hiện đại, thanh lịch này là công trình cao thứ 2 Trung Quốc và thứ 4 thế giới. Chi phí xây dựng trung tâm Bình An là 678 triệu USD, mất 6 năm để hoàn thiện. 5. Tháp Latun, Seoul, Hàn Quốc, 555m, tòa nhà mới khai trương năm nay sừng sững trên nền trời thủ đô Hàn Quốc, với nhiều loại không gian dùng cho nhiều mục đích. Bạn có thể tìm thấy ở đây rạp chiếu phim, văn phòng, nhà ở. Latun có thiết kế hiện đại, chủ yếu dựa trên kim loại và kính. 6. Trung tâm thương mại Wanwan, New York, Mỹ, 541,3m. Chiều cao của tòa nhà này tính theo đơn vị bộ feet là 1776, con số biểu tượng cho sự tự do và hồi sinh. Đây là tòa nhà cao nhất khu vực Tây Bán Cầu, được dựng trên đài tưởng niệm 11 tháng 9 ở New York với chi phí 3,9 tỷ USD. 7. Trung tâm tài chính CTF, Quảng Châu, Trung Quốc, 530m. Trong số 10 tòa nhà cao nhất thế giới, Trung Quốc có tới 6 công trình. Trung tâm tài chính CTF dự định sẽ có khách sạn cao nhất thế giới ở 16 tầng trên cùng, mở cửa năm 2017. 8. Tháp Taipei 101, Đài Loan, Trung Quốc, 509m. Tòa tháp này có thiết kế như một ngôi chùa siêu cao, với các tầng chồng lên nhau. Taipei 101 từng giữ vị trí công trình cao nhất thế giới năm 2004. Hiện nay, tháp vẫn giữ kỷ lục tòa nhà xanh cao nhất thế giới, với chi phí xây dựng là 1,9 tỷ USD. Trung tâm tài chính Shanghaiun, Thượng Hải, Trung Quốc, 492m. Tòa tháp ấn tượng này được thiết kế theo biểu tượng trời và đất của Trung Quốc, đường lượng tròn và khoảng vuông ở giữa. Nơi đây cũng có khách sạn cao thứ hai thế giới Park Hyatt Shanghai. 10. Trung tâm thương mại quốc tế, Hồng Kông, Trung Quốc, 484m, nổi bật trên nền trời Hồng Kông. Tòa tháp này không chỉ có chức năng văn phòng, mà còn nhiều tiện ích giải trí như trung tâm mua sắm, nhà hàng và khách sạn cao nhất thế giới Ritz Canton Hồng Kông, với quầy bar và bể bơi ở độ cao chóng mặt trên tầng 118.